我用它去自身多变化，话就话四十仿佛一朵花，随住眼力却再没法放下，悄悄惊好似就有白头发，我不敢害怕。 日月做我极其眷恋眼花，背脊嘅重担迷乱咁放下，要对我讲嘅道嘅苦全责，上啦上啦，再不要害怕，事事在心牵牵挂挂，难说当天一切热情话，谢谢上天因心造化，要作半生犬马。 哟耶耶耶，哟耶耶耶，哟耶耶耶，一个真汉子两肩要敢去担起国家，做人就算花啦花啦，做人系英英哈哈，一个真汉子两肩要敢去担起国家。 Sao hả? Dì hai nói lại muốn con về nhà nữa. Sao vậy? Liên à, anh Đức nè, cho anh cô giải thích với em đi. Liên. Ông là ai? Tôi không quen biết ông mà, tại sao phải nghe em giải thích chứ? Chị Liên, làm ơn dọn phòng 203 nha. Ờ được, thiệt điên mà, đồ điên. Ôi dồi. Ủa, là ông hả? Vợ tôi đâu? Ồ, hồi sáng ba đã xuất hiện rồi. Đã xuất hiện rồi? Phải, đáng lẽ là bác sĩ cũng không có đồng ý. Nhưng mà vợ của ông quyết định làm như vậy, chúng tôi muốn giữ lại cũng không được. Nói thiệt nha, ông làm chồng người ta kiểu nào chứ? Người vợ xuất hiện rồi mà anh cũng không hay biết gì. Tôi không biết làm sao mà làm chồng người ta. Má, em đi có tới đây không? Có chuyện thì không thấy bóng, bây giờ tới đây làm gì? Ê Đức à, đã tới à? Tôi đã nói trước ban trưa mà, thằng Đức nhất định sẽ tới thôi. 30 bạc. Bà cái đầu của ông. Ê nè nè nè, tiền bạc phải sòng phẳng chứ hả? Bà. Má. Đức à, con Liên ở phòng khách. Cảm ơn chị. Liên à, tại sao xuất hiện con báo cho anh biết vậy? Liên, Liên à, Liên, lên tiếng đi mà Liên.
Liên à, em theo anh về nhà đi có được không? Có chuyện gì về nhà mới nói nha Liên. Liên. Liên à. Liên à, thằng Đức đã tới rồi. Em mở cửa trò chuyện vài câu đi. Liên à, hai đứa con gái đang chờ em về đó. Liên à, em về đi. Anh Liên ơi, em không muốn gặp mặt anh đừng có tới quấy rầy em nữa. Liên à, đừng có như vậy mà. Dù sao cũng là vợ chồng với nhau. Chị ơi à, chị kêu ảnh đi đi, em không muốn gặp được ảnh. Tôi rành tánh của con Liên lắm. Nó rất cứng cổ. Hay là anh đi về trước đi, để tôi ở đây chăm sóc cho nó là được rồi. Cảm ơn chị. Không phải tôi trách anh. Anh làm chồng người ta kiểu nào chứ? Cô vợ xảy ra chuyện mà anh đã đi đâu? Chào ông Đức. Chào ông Đức. Không nói gì cả. Thiệt vô phép. Quê. Anh chị có phát hiện dạo này anh Đức dường như có gì không ổn không? Cho dù bị mù cũng thấy mà. Theo tôi thì bà Đức nhất định sinh con gái. Nè, hai anh đừng có nhắc tới nha. Tôi bắt được tin là hôm qua bà Đức bị sảy thai rồi đó. Sảy thai? Sảy thai hả? Chị Sa, từ nay phải nhờ chị giúp việc cho chồng tôi đó. Khờ quá, mình quen thân với nhau mà khách sáo gì chứ. Con người chồng của tôi lẩm cẩm lắm. Từ nay dù là việc lớn hay nhỏ chị cũng phải theo cho sát đó nha, nhớ đó. Được rồi, nè đi. Chuyện gì? Tiệm Joy có hàng mới tới đó. Tôi đã biểu họ giữ lại rồi. Nếu mà chậm sẽ bị người ta mua hết đó. Được rồi, như vậy em đi trước. Từ nay rảnh rỗi là em sẽ lên kiếm chị Sa đi ăn trưa. Đi mau đi. Chào bà kia. Chào. Cố tình mướn về để canh chừng ông Kiệt đó. Quay, bộ các người không cần làm việc sao? Bích Kỳ. Hả? Gửi bản văn kiện này giùm tôi. Sáng nay có gặp cô Sang không vậy? Cô Sang hả? Ừ. Xảy ra chuyện gì? Không, cô Sang đã từ chức rồi. Chuyện hồi nào vậy? Sáng hôm nay nè, bà Kiệt dẫn một người bạn học cũ tới tên là cô Sa vô phòng của cô Sang. Còn nói mai này sẽ thế cô Sang làm trợ lý cá nhân cho ông Kiệt. Nè, học nghề đi, tuyệt chiêu đó. Biểu thân tính của mình tới đây để canh chừng người chồng của mình. Tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao khi công cô Sang từ chức mà lại không về thu dọn đồ, còn bà Kiệt lập tức kiếm người tới thế ngay? Thì còn có nguyên nhân gì chứ. Khẳng định cô Sang có tư tình với ông Kiệt rồi, bị bà Kiệt biết cho nên có hành động vậy đó. Đừng có nói bậy. Biết đâu là cổ có nguyên nhân khác chứ. Đừng có đoán mò nữa. Thiệt bất công với cổ đó. Làm việc đi. Đừng xí xộn nữa, đi làm việc đi. Hả? Mấy cái đồ cá nhân trong phòng của cổ thu dọn hay chưa? Bà Kiệt biểu tôi để lát đem giục bỏ hết. Được rồi, để tôi xử lý cho. Các vị, để tôi giới thiệu, đây là cô Lý Thị Sa. Cô Sa thay thế cô Quách Tử Sang làm trợ lý hành chánh cá nhân của tôi. Chào các vị, xin chỉ dạy nhiều. Tại sao khi không cô Sang lại từ chức vậy hả ông Kiệt? Nguyên do tường tận tôi không được rõ lắm. Chắc là cô có phát triển khác. Cũng đâu cần đi gấp như vậy. Đúng rồi, ít ra cũng phải về bàn giao lại các việc rồi mới đi chứ, đúng không? Ông Kiệt à, tôi nghe bà Kiệt có nhắc qua là ông nên giải thích sơ về chuyện cô Sang ở buổi họp này. Nghe nói cô bị chứng bệnh lạ, phải ra ngoài chữa trị, không phải sida chứ. Wow, sao mà kinh khủng vậy? Uầy, nghe nói tuần trước anh có đi ăn cơm với cổ mà. Anh Đức, tôi đã xách đồ của cô công ty về nè. Wow, cảm ơn nhiều. Ê, tại sao không vô nhà? Không cần sợ, không có nhốt anh vô tủ áo nữa đâu. Vô đi đi. Ngồi nha, tôi rót nước cho anh uống. Tôi chỉ dọn cho cô một phần thôi. Nếu như cô thấy còn cái gì phải lấy thì cô nói với tôi giờ lấy giùm cô. Không cần đâu. Thật ra tôi chỉ muốn lấy lại sắp hình. Anh đã lấy cho tôi rồi. Cả cái việc thu dọn đồ đạc cũng không cho. Thiệt là quá đáng đó. Không có sao đâu. Công ty cũng đã bù lại lương 2 năm cho tôi rồi. Wow, tính ra tôi có lời. Bà Đức không có gì chứ?
Cảm ơn cô. Bà đã về nhà mẹ bà rồi, bà không chịu gặp tôi. Xin lỗi anh báo hạnh như vậy. Bỏ đi, không mắc mớ tới cô mà, cũng tại tôi thôi. Tắt cái máy gọi làm cái gì, thiệt là tự chuốc lấy mà. Anh đừng có tự chuốc như vậy. Anh làm như vậy tôi thiệt ái ngại lắm. Biết đâu là ý trời, không có trách được ai đâu. Hay là như vậy, để tôi đi kiếm bà Đức giải thích cho bà. Tôi nghĩ không tốt đâu. Bà đã không chịu gặp tôi, chắc cũng không chịu gặp cô đâu. Vậy bây giờ cô định thế nào? Thì kiếm việc làm khác. Tôi muốn hỏi là Mã Tuấn Kiệt, cô còn tiếp tục theo ổng hả? Đâu có gì không ổn. Vợ con đã biết là có cô tồn tại đó. Tôi đã nhắm biết là sẽ có một ngày này. À, tôi lấy đường cho anh nha. Cô tài giỏi và tốt bụng như vậy, biết bao nhiêu đàn ông tốt không đi theo mà đi theo ổng chứ. Anh không có hiểu đâu. Để tôi kể chuyện này với anh. Mấy năm trước, có một đứa con gái sau khi tốt nghiệp vô làm việc trong một công ty. Cô gái đó không được đẹp lắm, nhưng có nhiều con trai tới cua. Có lẽ là vì cha của cổ lìa đời sớm, cho nên bấy lâu nay cô thích những người đàn ông già dặn hơn, cho nên đã bỏ mặc đám con trai đó. Và sau đó, ở trong công ty đã phát hiện một người đàn ông mà cổ rất là ngưỡng mộ. Người đàn ông đó già dặn lắm và có lòng trách nhiệm. Cổ mừng lắm, cổ tưởng rằng cổ đã kiếm ra được rồi. Nhưng ai dè, người đàn ông này đã có vợ rồi. Và người vợ tốt lắm. Hết cách thôi, thì không bằng người ta rồi. Đứa con gái này sau đó đã bỏ đi, và một người đã đi Anh Quốc. Nhưng mà Anh Quốc lại không phải là một nơi mà người đau buồn nên đi. Chỗ đó sương mù nhiều lắm, cổ không được vui, có nhiều bất mãn. Có một hôm, cổ đã gặp được một người, một người đàn ông từ Hồng Kông tới. Người đàn ông đó mời cổ uống ly rượu, rồi hai người ở chung với nhau. Nhưng rồi không bao lâu, cổ lại phát hiện ra người đàn ông này cũng đã có vợ nữa. Mỹ mày quá hả? Tại sao những người đàn ông mà cô gái này yêu thích đều đã có vợ cả? Cổ đã tự hỏi câu hỏi này rất nhiều lần rồi, nhưng sau đó cổ đã quyết định là không nghĩ tới nữa. Tại vì cổ đã quá mệt rồi, chỉ muốn kiếm một người để nương tựa. Rồi cổ đã theo người đàn ông này tới bây giờ. Người con gái này thì dại dột hả? Xin lỗi nha, thì ra việc tôi biết được lợi ích như vậy. Tôi thì còn có quyền can thiệp vào sinh hoạt của cô. Không sao đâu, thật ra thứ dân như tôi ít có ai thương hại. Có anh nghe tôi kể chuyện, tôi đã mừng lắm rồi. Đi ba đi, đi ba ơi. Khi ai à, ba kia. Ý đúng là ba rồi. Ba à, sao hôm nay tới đó hai con vậy? Ba đưa hai con đi thăm má có chịu không? Hay quá. Ba à, bữa nay con đã học xếp một cái bông để tặng cho má nè. Con cũng đã vẽ một tấm thiệp cho má nè, ba coi. Má nhất định sẽ thích lắm. Được rồi, mình đi. Chào ông ngoại bà ngoại. Chào ngoại bà ngoại. Ai đưa cho tới vậy? Ba đứa. Chào ba, chào má. Tôi đã nói à, nó sẽ lợi dụng hai đứa con gái mà. Ba chục bạc đi. Được. Con liền ở dưới bếp. Nghe vậy Thiên, vô kia má đi. Mami, sao con tới đây được vậy?
ở nhà có phá không? Không có, má à tặng cho má nè. Còn có tấm thiệp nữa nè. Thì là đẹp quá, con tự làm hả? Hai đứa con nó mời em về đó. Má à, chừng nào má về nhà vậy? Má về nhà mau đi. Nè, hai cháu ngoan. Đánh cờ với ông ngoại đi nha hả? Đi, ra đây. Anh đóng cửa lại đi, em không muốn họ nghe được. Tại sao suốt đời anh cũng như vậy? Anh làm sao? Tại sao anh phải lợi dụng hai đứa con gái? Anh dĩ nhiên không biết đương đầu với hiện thực, lúc nào cũng cần người ta giúp đỡ. Anh đã có nói với em là anh biết lỗi rồi mà. Tối hôm đó anh có tới chỗ cô Sang, nhưng mà anh với cổ thật sự không có gì đâu, là bạn bè thông thường thôi. Em không muốn nghe anh giải thích. Em chỉ biết là lúc mà em cần anh nhất thì anh lại ở bên cạnh của một người đàn bà khác. Bây giờ nói với em là anh và cổ không có gì, em thì là không có tự thuyết phục được mình. Em biết là mất đi đứa nhỏ anh cũng khó chịu lắm. Em thì là không thể coi như là không có hề xảy ra chuyện gì. Anh biết, nhưng mà... Anh dẫn hai đứa con gái đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Em cho anh biết nha, nếu như anh còn tới đây kiếm em nữa, em nhất định là sẽ bỏ đi. Khi đó anh đừng có hối hận. Tại sao? Anh hãy về phản tỉnh lại đi. Anh Hai. Con làm chồng người ta kiểu nào đi, cả con vợ cũng không năn nỉ gì được. Đừng có la lớn quá, hai con bé mới ngủ thôi. Con Liên là một người vợ tốt, chịu cực chịu khổ với con mười mấy năm nuôi lớn hai đứa con, sao con lại xử tệ với nó vậy? Ba Tài à, hả? Con cũng vậy, mai mốt đám cưới với con Hân rồi á, đừng có bao giờ vô lương tâm với anh hai con nha. Ba nói sang đâu rồi ba? Tôi nghĩ con Liên chắc không có gì đâu. Chuyện đại kích lớn vậy chắc có tiếp nhận lắm. Thầy kệ nó ở bên nhà kia, đi nghỉ dưỡng sức đi. Chỉ đành vậy thôi, con cũng biết là bậy rồi mà. Con mệt quá, con đi tắm cái đã. Hey, hãy mà rầy la nó là vậy mà. Tôi lo là cô không chịu ra thôi. Khờ quá. Bây giờ tôi không phải làm việc nên rảnh rỗi quá, mong có người hẹn tôi ra phố đó. Vậy là tốt đó, tôi đang bị thất nghiệp. Nếu mà rảnh rỗi tôi sàng với cô. Được. Được. Ngồi một chút đi. Bây giờ anh có ý định gì? Thì cũng có những công ty đang kiếm tôi, chỉ là vẫn đang suy nghĩ. Anh đừng có giận anh Đức nữa, dù sao hai anh cũng là bạn bè mà. Nếu như là bạn thân thì cũng phải báo cho tôi biết chứ, để tôi dạy dục một mình đưa thơ từ trước. Hèn chi có người nói đàn ông nhỏ nhặt hơn là đàn bà. Nói như vậy nghĩa là cô không giận tôi. Hả? Ấy, vừa lần trước đã quên rồi à? Nếu mà anh không nhắc chắc tôi đã quên rồi. Đã quên rồi thì thôi. Xin lỗi nha, lần đó tôi thật là quá nóng nảy đi. Tôi không phải là nói với cô nhưng chắc cô đã nghe rồi. Tôi nghe rồi. Nhưng mà tôi đã coi như là anh đã xin lỗi với tôi. Được, tôi tiếp nhận, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Đó là từ nay anh không được nhắc tới chuyện này nữa. Được. Nhưng mà trước khi hứa với cô, tôi phải hỏi cô một câu hỏi cuối cùng. Hỏi đi. Thật ra cô có suy nghĩ tới tôi không? Anh nói cái gì mà tôi không hiểu vậy? Đừng có chơi tôi nha. Tôi thật lòng đó. Tôi cũng không tệ chứ hả? Suy nghĩ chút đi. Sơn à, thật ra đàn ông với đàn bà cũng có thể kết bạn có phải không? Tôi cũng biết, nhưng mà tôi không mong người đó là cô. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, tôi chỉ coi anh là một người bạn thân thôi. Anh có tiếp nhận không? Nhận không? Tôi đã có quyền lựa chọn. Thực ra điều kiện của anh cũng không tệ.
Chỉ tiếc là về tình cảm thì khó nói quá. Tôi biết người của tôi không phải là anh. Anh có hiểu không? Tôi hiểu. Tôi cứ thấy là tôi làm bạn thân với anh thì sẽ được vui vẻ hơn. Bây giờ cái cần bận tâm tới không phải là tôi, mà là anh Đức. Người ta nói tu 10 kiếp mới có thể đi chung đò, huống chi là bạn thân. À, không biết hai vị đây còn việc gì thắc mắc không? Sẵn bây giờ hỏi luôn đi. Tôi không có vấn đề. Tôi cũng không. Cậu biết chừng nào ông Sơn có thể đi làm? Trước giám đốc doanh nghiệp của chúng tôi sẵn sàng chờ ông. À, một tay tháng sau tôi có thể chính thức đi làm. À, như vậy thì tiền hay quá. Chúc mừng mình hợp tác vui vẻ. À, tôi giúp cho công ty làm xong một chuyến làm ăn, và đồng thời chúc mừng ông kiếm được một người trợ thủ tốt. Lần này cũng cảm ơn ông chủ với lại cô Trình đã giới thiệu ông Sơn cho chúng tôi. Cô Trình này gì? À, con Ngũ Hảo Trình đó. Bộ ông Sương không biết sao? À, phải. Cô Trinh đã liên lạc với lại chúng tôi để kiếm ông. Không có vấn đề gì chứ? Vậy có nghĩa là cô Trinh tới kiếm anh, anh thì giới thiệu tôi cho ông Trương. Còn ông Trương thì nhận được điện thoại của cô Trinh cho nên mới mướn tôi. À, vậy xin lỗi nha, xin chào. À, nè, tại sao vậy? Làm phiền anh cảm ơn cô Trinh giùm tôi. Hả? À? Nè, anh có gần như lắm không? Em cố tình kiếm anh để đi ăn trưa đó. Sao lạnh nhạt quá vậy? Em đã cố tình tới kiếm anh để giảng quà mà. Sao đây, chị nào đi làm? Công việc đó tôi đã bỏ rồi. Tại sao vậy? Nè, anh Sương à, có phải chơi chức vị thấp không? Làm từ dưới lên đi. Em nghĩ chú Trương biết xử, không lâu tôi thăng chức cho anh đó mà. Cô có biết tại sao tôi lại bỏ công việc đó không? Tôi không muốn nhờ đàn bà, nhất là cô. Tại sao anh cứ tự ái chứ, đâu có cần thiết đâu. Không muốn nói sao cũng được. Làm ơn từ nay đừng có làm những chuyện vô duyên đó nữa. Tôi còn phải đi gặp người. Anh đừng có như vậy mà. Em làm như vậy cũng vì giúp anh thôi, em có lỗi gì chứ? Cô lỗi ở chỗ là để dùng sai phương pháp. Thà có mua tờ báo dùm cho tôi đánh thôi xin việc, tôi sẽ mừng hơn. Còn người của anh thì là không có lý lẽ mà. Không nói lý lẽ mà. Nè, Tăng Thiệu Dương, em thiệt là ghét anh. Vô đi. Ông Kiệt, ngồi đi. Kiếm tôi có chuyện hả ông Kiệt? Bản báo cáo công tác của anh vẫn chưa nộp cho tôi, trễ cả tuần lễ rồi. Phải, xin lỗi nha ông Kiệt. Ngày mai tôi sẽ làm cho xong. Xin lỗi nha. Tôi biết dạo này nhà anh xảy ra chuyện, nhưng nhà xảy ra chuyện không thể lấy làm cớ đâu. Anh phải biết lo liệu chứ. Phải. Tập đoàn Tân Hải sắp lạc thành ở khu vực Mã An Sơn. Tôi biết họ cần tới 3.000 cái máy lạnh. Hợp đồng này mình nhất định phải tới tay. Vậy tôi việc chúc ông thành công trước nhà ông Kiệt. Cái gì chúc tôi thành công? Tôi biểu anh vô đây là muốn giao việc này cho anh đi làm đó. Tôi sẽ ráng. Không phải ráng đâu, tôi bắt anh nhất định phải thành công. Phải, nhất định phải xong. Bích Kỳ à, kiếm tài liệu của tập đoàn Tân Hải cho tôi. Được. Alo Sang hả? À Sang, cô gọi tôi hả? Có chuyện gì? Đi anh đi gặp một người. Hả? Này, ngồi đi. Ngồi đi. Tôi đi quy nước cho anh uống nha. Trò chuyện chút đi. Dạ này là sao? Dạ này cũng vậy thôi. Uầy, chuyện của lần trước thì xin lỗi nha. Ê, đừng có nói như vậy. Kêu anh ra nghĩa là hết chuyện rồi. Không phải đâu, đáng lẽ thì... Tôi biết rồi anh Đức, không có gì đâu, không gì đâu. Ủa, hai anh bạn già, thân lại rồi hả? Thiệt đáng chúc mừng. Nè, tôi chúc hai anh hòa nhã với nhau, răng lòng tóc bạc, trăm năm hạnh phúc. Ê, cái gì cũng được hết. Uống đi nha, ly này tôi đãi. Ê, à, mừng quá đi. Thiệt tình. Không ngờ còn có người đàn bà hơn là anh nữa. Nè. Ê nè, chơi với anh nha hả? Nè, chuẩn bị. Vô, 1, 2, 3. Vô. Ê, nè, ơi. Ê, coi như là anh thua, uống đi nha. Uống thì uống. Ê, nè, đừng có uống nhiều nữa.
Uống sai là bắt tôi cõng về nhà hay sao đây? Để tôi uống. Sao cứ cản người ta uống hoài? Coi anh nha, suốt đời đều là như vậy hết. Việc gì cũng cần người ta giúp đỡ, uống rượu cũng phải giúp nữa. Gì? Tôi cần cô giúp hồi nào chứ? Anh còn nói được cái gì nữa chứ, hả? Khi mà anh bị tôi giận hờn đòi bỏ anh, tôi cũng bắt cô sang ra làm người trung gian để mà hẹn hò anh đi ra. Nè, chuyện giữa anh và vợ của anh nó cũng phải nhờ đám con gái để tới xin xỏ cô vợ của anh. Ý, thiệt là tội nghiệp quá đi. Phải đương đầu với hiện thực, đừng có lánh né nữa. Sao suốt đời cứ như vậy hoài vậy? Anh nói gì? Nói gì tôi phải nói sự thật thôi. Không được sao hả? Bạn già với nhau phải nói sự thật. Đời này anh thật là vô dụng quá đi, không có can đảm cô sang. Cô nói có đúng không vậy? Đủ rồi. Không phải tôi ra để anh dạy đời đâu nha. Anh lại bậy nữa rồi. Đã lại không có chịu nghe lời thiệt. Anh Sương à, anh đừng có nói thêm nữa. Anh đã uống quá nhiều rồi. Đừng uống nữa mà. Còn nữa, tôi nói cho anh biết nha. Nếu mà anh còn như vậy đó, thì sớm muộn sẽ mất luôn người vợ thôi. Miệng của mày còn túi hơn ông cống nữa. Wow, chuyện gì quýnh nhau dữ vậy? Wow, biết nữa thì... Anh Đức đây nè. Sao họ lại gây gỗ với nhau chứ? Chuyện gì vậy? Má à, má kiếm cái gì đó? Má kiếm mấy cái ổ yến để nấu cho con Liên nó ăn. Má nhớ là để ở đây sao? Nếu không để ở đâu chứ? Lần trước con nhớ má nói chỗ này hết chỗ rồi, để chỗ khác mà. À phải, để ở trong nhà kho. Kiếm ra chưa má? Ba còn cất cái passport ở đây, sao nhiều dấu quá vậy? Cái ông già này, má thiệt tình. Má à, má đừng có nghĩ như vậy. Không phải là xấu như má nghĩ đâu. Sao lại không chứ? Không chừng còn xấu hơn nữa. Cái ông già này rõ ràng đã có một cuốn passport, tại sao lại còn giấu một cuốn ở phòng tạp giận chứ? Nhất định là ma giáo mà. Má à, ba không có giấu má bà nhỏ nào đâu. Sao lại không chứ? Tại sao ông cứ lên đó hoài? Không lẽ ông đi buôn lậu mấy cái chiếc dĩa hát sao? Cái ông quỷ này còn nói là ra ngoài đảo để đi nói chuyện với đại sư. Thì ra là ông đi lên xóm tranh. Bây giờ má cũng chỉ là đoán mò thôi. Có chuyện gì thì chờ ba về hỏi cho rõ ràng đi nha. Không được, má phải kiểm soát thêm một chuyện để cho cam lòng. Nè, coi coi, chứng cứ đã rành rành rồi. Mỗi lần ba có con lên trển, nó cũng lấy 2.000 đồng bạc, còn không phải đưa tiền cho nhà sao? Cũng ngộ lắm chứ. Cái ông già này đã giấu một người đàn bà ở trên đó, má không có bỏ qua đâu. Má à, bây giờ mọi việc như là phù hợp lắm, nhưng lỡ như là hiểu lầm thì không nên đó. Vậy nghĩa là sao? Nè, con có nghe chuyên gia nói, hễ gặp chuyện này thì phải yên lặng để coi sao. Nếu mà má vạch ra chuyện này thì nghĩa là má ép ba đi ở với người đàn bà đó, có lợi cho người đó thôi. Phải để coi như thế nào. Ba về tới hả? Chịu về rồi sao? Ba mạnh chứ? À, vẫn mạnh. Hôm nay đó, ba đi đánh cờ với chú Tư cả ngày thì là gây cấn quá đi. Ha, ba đã chiến nhiều trận mà vẫn khỏe như vậy à? Có nhiều thanh niên không bằng ba đó. Thì vậy chứ sao? Hả? Coi tivi và dẫn tới Lia. Nói chút chuyện cũng không được hay sao? Ngày mai tôi đi Quảng Châu thăm cô hai, ông đi với tôi. Ngày mai? Ngày mai không có được đâu. Tôi có hẹn với đại sư Tinh Trần đánh cờ. Lại ra ngoài đảo? Không lẽ là biểu đại sư xuống đi đánh cờ với tôi hay sao chứ hả? Bớt một lần đi đâu có chết đâu. Rồi, lần sau sẽ đưa bà đi có được không vậy? Ông... đi tắm nữa. Má à, cần gì bực bội chứ, ba đi gặp đại sư thôi, chứ đâu phải gặp vợ bé đâu. Nè, tại sao đi ra ngoài đảo mà phải đón xe lửa chứ? Ông đừng có nói với tôi là đại sư Tinh Trần nó dọn đi chỗ khác nha. Nè, ông đừng có đi nha. Mà làm gì chứ? Ông
đừng có nói với tôi là đại sư Tinh Trần có một đứa con nha. Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Ông đã giấu đi cuốn sổ hồi hương, tôi đã kiếm ra rồi, ông còn gì để nói nữa. Huy, đủ rồi nha, tôi đã nhìn bà đủ rồi nha. Phải, ở trên đó tôi đã có một người đàn bà khác, rồi thì sao? Rốt cuộc ông đã chịu nhận rồi, đúng không? Cả con cũng có nữa. Phải, rồi làm sao? Ông dám đi lên đó trước mặt của tôi hả? Tôi thách ông đó. Khỏi cần phải thách tôi, bây giờ tôi lên trển. Nè, ông không có đi được mà. Nè, tôi cấm ông không có được đi. Buông ra đi, không mà buông ra đi. Không có đi, con làm sao đi? Huy, trả cho tôi. Alo. Alo Liên hả? Anh nè, em còn thấy không được khỏe hay không? Ông thì là vô lương tâm mà. Tôi theo ông bấy nhiêu năm, ông đi chơi gái kiếm vợ bé hả? Mà trả cái sổ hồi hương cho tôi. Trả cái tập ông á. Mà má bớt cái gỗ còn xuống đi có được không? Liên à, con nói đi, ba có con đã làm nổi với má rồi, bây giờ còn làm dữ nữa. Con nói đi ai đúng đây? Đừng cứ như vậy hoài mà, ba má hãy bình tĩnh ngồi xuống một chút có được hay không? Tôi nói cho ông biết nha, tôi có hai đứa con gái với hai thằng rể, tôi không có ngán ông đâu. Ông cứ lên trển đi, chắc chắn là ông sẽ hối hận mà. Không nói chuyện với bà đâu, trả cũng khổ đây. Dạ, bà không có chọc tức má nữa. Không phải là ba chọc tức bà, tại vì bà không có nói lý lẽ thôi, trả đi. Trả hả? Trả nè, lấy đi. Lên trển cho đã đi. Bà đừng có đi. Không có cần rượt, ông không có dám đi đâu. Cái ông này, bỏ đi thiệt hả? Liên à, ổng bỏ đi thiệt rồi, Liên bây giờ phải làm sao đây? Con đã nói với má đừng có làm dữ mà. Chuyện làm gì chứ? Không có giải quyết được vấn đề đâu. Ổng làm lỗi, ổng đi chơi gái, má đâu có lỗi gì đâu. Ây da, con thì là không có biết đâu. Hai của em chịu thất bại quá. Đừng như vậy anh hai, chị Dung đi suốt rồi là sẽ trở về mà. Lần này không thể đổ thừa lỗi của mình đâu. Làm người suốt đời lận đận đần độn, đừng bao giờ bắt chước anh hai nha. Cái chuyện gì đi ngủ đi, sáng mai thức dậy là hết chuyện rồi. Ngủ cái gì, anh cũng phải xuống siêu thị mua nửa tá lên uống với em. Uống cái gì chứ, anh đã sai rồi, còn uống gì nữa. Sai gì? Nè, hai đứa bé đã ngủ rồi. Anh Đức thế nào? Anh gục rồi, anh cũng gục rồi. Cô hai, đi đâu đây? Cô hai, thật ra cô muốn đi đâu? Đã đảo mấy vòng rồi. Tôi muốn về nhà. Hả? Về nhà? Làm ơn đưa tôi tới Abadin. Để cho anh nằm đây hả? Hết cách thôi, anh đâu đủ sức đâu. Tối nay anh không đi, ở lại coi chừng anh hai cho chắc ăn. Thôi được, anh đi ngủ sớm đi, mặt đỏ hết trơn rồi nè. Biết rồi, anh đi em về nha. Không cần đâu, em thường đi về đây một mình mà. Anh ngủ sớm đi. Thì không cần sao? Không cần đâu, anh đi ngủ sớm đi, đừng có lăng nhăng nữa. Bye bye. Bye bye. Cẩn thận. Thank you.
Chị Liên à. Chị Liên à, chị đi đâu vậy chứ? Anh Đức đang chờ chị ở trong nhà đó, chị lên nhà đi. Chị chưa có muốn về nhà. Chị không có về nhà, vậy chị đi đâu? Chị cũng không biết. Hay là tới nhà của em ở tạm đi. Alo, Đức hả? À. Chị cầm đây, có biết con Liên đi đâu hay không? Hồi sáng nó bỏ đi, tới giờ chưa có thấy về nữa. Có về nhà hay không vậy? Alo, Đức à? Đức? Alo? Alo? Hello, Hân hả? Sao về sớm vậy? Được, em ngủ sớm nha. Ngủ ngon nha, bye bye. Chị yên tâm đi mà, em đã hứa với chị thì cả anh Tài cũng không có nói đâu. Em sẽ giữ bí mật, miễn là tối nay chị ngủ lại đây coi như là nhà của chị được rồi. Thì làm phiền tới em. Đừng có khách sáo mà, chị muốn tới ở lúc nào cũng được, không có ai biết chị ở đây đâu. Ai mà sớm vậy? Ê, chuyện gì đây? Anh còn đang ngủ hả? À, 7 giờ mấy thôi, không ngủ làm gì. Ngủ hả? Con Ly bị mất tích rồi, còn nằm ngủ thoải mái nữa. Cái gì? Gì? Ê, ngoan ngoãn đi học đi. Ba phải đi kiếm má con. Con không đi học, con phải đi theo ba. Con cúng vậy. Hai đứa phải đi học chứ. Ba biết đi đâu kiếm má hả? Ừ, con biết đó. Vậy được. Con nghi thì đi với ba. Con thi thì phải đi học. Con không chịu. Cấm không chịu. Ba ơi, ba mệt lắm hả? Hả? À, đâu có gì. Nghỉ một chút, rồi qua xong kiếm tiếp nha. Mình như vậy cũng không phải cách đâu. Hả? Lúc xưa ba với má có chỗ nào lãng mạn hay kỷ niệm hay không? Ba má quen nhau ở đâu? À, mình nhớ ra rồi, còn có một chỗ này. Wow, thiệt là lớn quá. Đây là chỗ mà hôm xưa ba với má học đó hả? Phải, ba má của con hôm xưa ở đây học mà. Đã học suốt mấy năm trời. Vì chỗ này có khác với xưa không? Đâu có gì thay đổi. À, cũng còn sông bông rổ lần trước kìa. Lúc xưa má của con là tuyển thủ đó nha. Đã chơi thắng nhiều trận banh ở chỗ này nè. Gì hả? Mẫn à, Liên dùng cuốn sách đi. Cảm ơn nhiều. Nè, tan học xong rồi đi uống nước nha. À, hay quá. À, vậy thì mình luôn tiện đi mua sách tham khảo nghe. À, phải phải. Vậy thì đi tiệm sách Tân Thành nha, chỗ đó bán rẻ lắm đó. À, đúng rồi. Ba, sân thể thao lớn quá. Chuyện gì vậy? Có phải đang nghĩ tới má hay không? Ba, ba kể làm sao quen với má đi. Kể đi. Được mà, được mà. Hôm xưa ba, ba đi đâu vậy? Bà quen với má con ở chỗ này nè. Chỗ này hả? Phải, là chỗ này.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là biểu diễn của em Quỳnh Ái Liên với bản nhạc Over and Over. Lần chút đi. Xin lỗi như bị tờ. Hai người đó ra ngoài đứng phạt đi. Lúc xưa má của con có rất nhiều người để đuổi, nhưng mà bà chỉ thích mình ba thôi. Vậy tại sao bây giờ má không chịu tới gặp ba? Là tại vì ba của con đã làm lỗi. Trong lúc mà má của con cần ba nhất thì ba lại ở bên cạnh của người đàn bà khác, cho nên má mới giận đó. Như vậy có phải là tư tình không? Không phải. Chúng tôi là trong sạch, chỉ vì má con không tin thôi. Thiệt hả? Ba có thể thề không? Dĩ nhiên là được chứ. Nếu như ba có làm chuyện gì làm lỗi với má con, ba ăn bánh mì sẽ bị mắc nghẹn chết. Ba, hay ba kể lại chuyện xưa của má cho con nghe đi. Lúc xưa má của con hoạt bát lắm, dễ thương lắm. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi có một người đàn bà ăn mặc thì là quỷ quái lắm tới đây lượm rác. Ê, chị đừng có mở cửa bừa bãi cho bà nha. Họ nói là bà đó như bị điên đó. Vậy sao? Người gì vậy? Không ai biết. Nghe người ta nói là bà thích bới rác để kiếm mấy con chuột đi nướng ăn. Không phải thiệt chứ hả? Bởi vậy em khuyên chị đừng có mở cửa cho bà. Hôm nay coi bộ chị đã khỏe lại rồi. Vậy sao? Có lẽ chỗ này không khí tươi mát. Có nhớ tới hai đứa con gái không? Nó không nhớ chỉ là gà kem thôi. Dù sao cũng là người một nhà mà, cho dù anh Đức có làm lỗi gì cũng không có thể giận ảnh đâu. Em có phải như là đang dạy đời chị không? Chị biết là em nghĩ tốt cho chị. Chuyện nhà của chị em không có nên xía vào, nhưng mà em tội nghiệp cho hai cô con gái của chị thôi. Ê, tan học trời, đi về đi. Đi mau đi con. Thi à? Mami. Thi. Mami. Con ngoan hay không? Ngoan. Thôi giờ ai tắt cái bính cho con, sao mà bù xù quá vậy? Chị hai đâu hả? Chị hai với ba đi kiếm má rồi. Kiếm má? Liên. Mami. Thi à, má có chuyện phải đi trước. Ngoan. Mami. Liên. Liên à, em đi đâu vậy? Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không? Anh đã dẫn con Nghi đi kiếm em khắp nơi. Má à, má đừng cứ đi nha. Con muốn gặp được tụi con sao? Má không phải là không muốn gặp hai con đâu. Má chỉ là không muốn nhìn tới những người khác. Má sẽ về mau lắm, có biết hay không? Không cần phải nhớ má. Mami. Vâng lời của chị hai nha. Liên. Liên. Buông tay ra. Anh nhất định không buông đâu.
Anh không buồn hả? Nếu anh không buồn từ đây tôi sẽ không có về nữa.在叹息，诉说今晚为分开的同事同悲，默默将眼泪留低你莫远飞，悄悄的雨在替代着谁在哭泣，静静挂满眼泪。 是多么想你，历生怎都不会死。